Thường thì thế này này, các anh chị nhìn thấy 12 nhân duyên thì nó không phải là 12, mình cứ gọi là ít nhân duyên đi. Không, mọi người cứ bám chấp là dứt khoát phải 12 nhân duyên đó mới là đúng nhá. Ít nhân duyên đi thì có khi là lỗi một thì nó lại xuất hiện ở cái lỗi gì ạ? Lỗi hai. Tức là nguyên nhân của lỗi một là do lỗi gì? Lỗi hai. Có phải có một cô gái đánh ghen thì nguyên nhân cái lỗi ngầm đằng sau đấy là do gì ạ? Do chồng ngoại tình. Nhưng có khi lại nằm ở cái lỗi thứ ba, chồng ngoại tình vì gì ạ? Cô yếu sinh lý. Được. Hoặc là gì ạ? Không hấp dẫn lắm. Tức là có hình ảnh nhưng thiếu âm thanh. Vậy thì có khi là không cần phải đánh ghen mà chỉ cần stereo một tí rồi là có khi là việc này nó kết thúc. Như vậy là phải chữa ở đây mà. Đúng không? Hay là vàng da do gì ạ? Bệnh gan. Đúng không? Ví dụ thế này đi được. Nhưng thông thường hay là mụn cũng do gì? Gan. Thế thì nếu mà mụn mà do gan nó nóng, trong anh lấy dầu xoa, anh xoa vào mụn nó có khỏi không? Khỏi cho được. Nhưng đa phần là người trí thì người ta chữa ở tận gốc. Người đần thì chữa ở phần ngọn. Đúng không ạ? Người trí thì sợ nhân, người đần thì sợ quả. Tức là người trí thì sợ là nhân của mình nó kém, còn người đần thì độc sợ không ra quả thôi. Có đúng không nhỉ? Đấy, các anh chị thấy không? Vậy bây giờ áp dụng 12 nhân duyên trong cái quản trị này. Đó là từng thứ một. Cái này đi không mọi người bảo là nó nguy hiểm, máy anh kia anh quay đúng không? Chúng ta ứng dụng nhân duyên trong quản lý tài chính cá nhân. Đúng không? Vậy thì để quản trị được tài chính cá nhân thì chúng ta cần mấy nhân duyên? Tức là để cái gốc này mà cái cây này nó lên tốt này thì cần bao nhiêu cái chùm rễ? Có phải rễ đầu tiên là ra được bản kế hoạch chi tiêu tháng rồi, đúng không? Tức là thế này, đây vẽ ra thế này. Từ tháng 1 đến tháng 12, ví dụ đây là năm 2020. Đúng không? Đây là thu nhập cá gì? Cá nhân. Xong bắt đầu ra đây là tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền chơi nhé. Xong rồi là quần áo, học tập. Xong cuối tháng để ra là mấy đồng cộng lại kết quả năm nay để ra 500 triệu. Có phải cuối năm không? Có phải đầu cuối năm bắt đầu chúng ta làm cái bảng thu nhập cá nhân này không? Mà nếu mà nhìn vào kế hoạch này mà mới có 500 triệu mà ước mơ là để ra 1 triệu đô đầu tiên thì là luyên thuyên không? Thế thì nó phải có cái bảng này các anh chị. Và bản chất trong doanh nghiệp cái bảng này nó gọi là dòng gì? Dòng tiền. Đây là doanh thu và đây là chi phí. Vậy đầu tiên phải lập được cái bảng này. Nhưng cái bảng này ra, nhưng mà thì cái phần thứ hai là cam kết của gì? Của cá nhân. Cam kết của cá nhân là tiêu đúng gì? Đúng hạn thôi. Nào, và cái này nó bị lố khi nào? Khi thu nhập thì thấp hơn dự kiến hoặc cam kết là tiêu gì? Tiêu quá dự kiến. Nào thưa các anh chị, thường chúng ta bị chết ở phần nào?
Tiêu quản. À, vậy là tiêu quản. Tiêu quản. Cương chết là phần tiêu quản. Nhưng nguyên nhân của tiêu quản là do cái gì? Do gì? Cảm xúc. Nói đời thì người ta gọi là cảm xúc. Nhưng mà nói theo đạo Phật là do tâm si. Nào, tôi muốn hút anh chị nào mà đi mua cái ô tô bảo là này, mua cái ô tô 500, tôi làm một ý mời thì được cho nó đỡ nắng mưa. Mẹ ra đến đi đây. Mẹ tiên sư cầm bố mày mà phải chơi cái y 10 giặt bét này à? Hay là mình cố lên tí con túc sân nhỉ? Cô có đúng câu chuyện đấy không? Mà lại gặp được thằng bán hàng nó thổi cảm xúc nữa. Cái tướng anh mà như thế này ngồi thì con túc sân nó mới sinh ra. Nhà anh có mấy cháu, ba cháu, vậy nên cả hai vợ chồng anh đến năm chỗ ngồi vậy là hơi chặt, nên chơi con túc sân để nó động, con cảm xúc nó lên chưa? Sướng. Nhưng nghĩ lên đi chứ. Ôi bố mày đéo mà kế hoạch cái gì? Có đúng là nói như vậy không? Vậy cuối cùng quản chi chi phí là quản trị cái gì chị? Mà cảm xúc chính là tâm. Mà tâm thì quản trị nó dễ không? Không có quản vào mắt, ngồi thiền giữ nó lại mà có quản được nó đâu. Vậy cho nên là bắt buộc là cái tâm này vẫn phải cho nó ăn no. Ăn no thì nó gì? Chả. Tôi đố anh chị nào thích cái áo đẹp mà đi chưa mua được mà trong người nó hết bứt rứt đấy, cứ phải mua rồi thì bắt đầu là sao nhìn cái áo đẹp tương tự như thế mới hết bứt rứt đúng không? Cho nên thằng nào giàu rồi ấy nó mới bảo là tiền để làm gì, còn đố thằng nghèo nào dám mở mồm nói là tiền để làm gì? Vì nó có tiền nó phát hiện là đúng, nó không để làm gì. Còn mình chưa có, mình thấy cái chỗ nào cũng để làm gì. Ví dụ như ông Vũ bây giờ nhìn cái xe đẹp con mới còn có mong muốn không? Ăn ai chụp cái xe toàn vứt không vậy? Toàn cho mấy anh em đến chụp ảnh nhỉ? Thế mình bây giờ có cái chưa có, nó bứt rứt lắm. Bứt rứt. Vậy thì bản chất con người đang vẫn cần tiến hóa. Và thường bọn nghèo lại càng nghèo hơn vì do cái gì ạ? Không quản trị được cảm xúc. Vậy phần này không biết không quản trị được thì thôi đừng đè nó đi, đè nó ức chế nó. Cho nên là một số chú tu khoảng 2 năm bắt đầu thấy nó khổ, mà xe không chơi, mà tiền không có, mà rồi kết luận nó sống trên đời để nó chơi như thế nào, chú nhiều có tu tập chứ chơi này. Có đúng thực trạng mà diễn ra như vậy không ạ? Thôi, cái đừng đè cái phần này. Thôi thì mình vẫn làm người mà chỉ hạn chế thôi. Tức là thay vì là cảm xúc nó 10 thì bây giờ đưa cảm xúc nó về 8 thôi. Đúng không? Ví dụ đang đi 10 mà lại nhảy thẳng lên cao ly chẳng hạn thì nó cảm xúc quá. Thôi thì 10 nó lên túc sân vẫn được. Nhảy đấy kiểu như vậy, nhưng đi 10 lên Santa Fe thì đúng là hơi quá rồi, cảm xúc quá. Và thường chúng ta bị phá sản là do gì ạ? Cảm xúc, đúng không? Thế thì vậy thì chúng ta tập trung vào cái gì ạ? Tăng cái gì? Tăng thu nhập cá nhân. Tăng thu nhập cá nhân lên. Mà muốn tăng thu nhập cá nhân lên thì phải tăng tuệ. Tăng tuệ lên. Tăng tuệ lên thì muốn có tuệ này thì phải tăng độ lắng gì, lắng nghe thằng nào giỏi chỉ có lắng nghe thôi. Hai nữa gì, tăng thời gian đây có hai phần, học là có mất thời gian không ạ? Tăng thời gian học và tăng thời gian gì làm. Cho nên bọn Tây nó tại sao nó làm hết mình, chơi hết sức đúng không? Ở quên làm hết sức chơi hết mình. Nhưng còn mình cứ lờ vờ cái này, mình lại chơi hết mình, làm không hết sức,
cái này cũng xuống, cái này thì lên, nợ ngập đầu thì lấy đâu mà tài chính cá nhân. Vậy thì ở đây có hai cái duyên, một là duyên lập bản và hai là duyên gì ạ? Cam kết với bản. Nếu không có cái duyên lập bản là mình thiếu cái gì ạ? Thiếu tuệ. Nhưng nếu không cam kết với cái bản là mình thiếu gì ạ? Mình thừa cái gì ạ? Thừa cảm xúc. Nhưng nỗi đau là càng càng nghèo càng cảm xúc, dễ bị cảm xúc. Có phải người nghèo dễ giận không? Dễ sân không? Vui dễ nhảy không? Có khi nó mới gặp nhạc sản tí mà cứ này là mầm. Thằng giàu thì nó phải uống thuốc nát nó mới nhảy. Mình không cần uống cái gì nhảy gì đâu. Có thấy không? Rất dễ cảm xúc. Ừ. Đấy, thằng nghèo dễ cảm xúc. Thằng nghèo có dễ bị thằng giàu nó dụ mua hàng không? Ít tiền nhưng cực gì thì dễ dụ, thì dễ cảm xúc. Nguyên tắc bán hàng chính là bán cái gì ạ? Cứ bằng cảm xúc là mua, nhiều khi mua về có dùng được đâu. Cho nên người nghèo hay dùng lãng phí, thằng giàu hay dùng nó dùng cái gì nó có cái giá trị trong cuộc sống đấy. Cho nên tại sao ở Việt Nam là thị trường Việt Nam là một thị trường cực kỳ tiềm năng với những cái loại điện thoại, smartphone. Vì dân mình rất là cảm xúc với những cái thứ đấy, mình mới giàu nên là phải cho con ra phố phiếc, phải ăn chơi đi chứ. Đấy là lý do chưa bao giờ ai trúng số mà bị đứt tiền. Bởi vì cái cảm xúc còn nguyên cảm xúc và điều kiện thì tiêu vẹo thế. Chưa ai tự nhiên giá đất nhà mình mà có đường nó mở qua mà đất lên mà sau đó mà giữ được tiền. Thậm chí còn một số ai còn con cái còn nghiện lắm. Là vì cái cảm xúc này, nó không kiểm soát được. Nhiều tiền cộng với không có lý trí tiêu tiền là nghiện. Cho nên tôi bảo đối mặt với thành công bất ngờ thì có thể mất mặt, nhưng đối mặt với thất bại bất ngờ thì có khi lại làm nên sự nghiệp. Đấy. Ok. Vậy nào. Nhưng mà thường ở ngoài kia họ dạy các anh chị cái gì ạ? Cái nào ạ? Bản. Họ dạy cái bản hay dạy về tâm? Vậy đấy là ngọn hay gốc? Ngọn. Gốc là cam kết với cái gì ạ? Cam kết với bản. Nhưng để cam kết với cái bản là gốc lại nằm ở cái gì ạ? Tâm. Mà tâm không quản trị được. Bố thằng nào máu gái mà sửa được nhanh đấy. Nó phải chơi chán thế vào đầu nó mới thôi. Có đố nào sửa được, thế nó cái gì. Đố thằng sếp nào tham mà khi nó còn chưa đủ tiền, nó chưa cảm thấy hài lòng mà nó hết tham đây. Nhìn thấy mà. Cho tâm mình đừng sợ tâm nhé, thống nhất vậy. Cứ từ từ. Tức là hạ tâm chứ đừng gì ạ. Đừng sửa, đừng bỏ hết. Bỏ sao hết. Ví dụ thôi, hôm nay tôi có một cô học trò, cô hỏi là: thầy ơi, thế anh Vũ Trung Nguyên anh ấy thiền 49 ngày như vậy mà liệu anh có bị cái ức chế tâm không, anh bị làm sao không? Thì tôi hỏi lại cô, tôi bảo là bây giờ nếu đến con chó sói mà nhốt vào cái chuồng 1 mét vuông thì con và trong vòng 60 ngày thì con chó sói ấy, nó có chịu được không? Cô bảo chắc là nó phải nồng lộn lên và không cẩn thận nó đâm đầu vào chuồng ở trên. Có thế không ạ? Tôi hỏi bây giờ một con chó nhà nhốt ở đấy 60 ngày và cứ đến bữa mang cơm thế nào thì nó có chịu được không? Nó không chịu được. Vậy bản chất là căn cơ của chó nhà nó đã quen với việc gì? Bị nhốt. Nó như tâm mình ấy. Cái tâm mình là căn cơ của tâm mình, nó quen bị nhốt, tức là mình kìm chế nó nhiều lần và nó quen rồi. Nên nó không ảnh hưởng. Nhưng mà nếu cái tâm của mình nó cứ động liên tục và bây giờ mình nhốt nó lại, vậy là nó bị ức chế tâm. Cho nên rất nhiều chú thiền trong bị mà mình gọi là tẩu hỏa nhập ma, nhưng ức chế tâm xong nó sinh ra bị trầm cảm đấy. Các chị có thấy trường hợp đấy không ạ? Nó trầm cảm. Hay là tôi lại hỏi lại câu chuyện là bây giờ ở cái tuổi 19 như em mà bây giờ nhốt em lại vào một cái phòng xong cứ đến bữa ăn cơm xong xem tivi và nhốt như vậy 20 năm phải chịu được không?
ăn gì đậm nhọt, thích gì đậm chiều, nhưng cứ nằm trong phòng cái hai cái này có chịu được. Nhưng đến ông tuổi ông bà già về hưu rồi, 20 năm cứ nằm đấy ăn rau cỏ dậy xem tivi, xong hai ông bà nói chuyện, thậm chí bảo đi du lịch không, ngại lắm không đi, có thấy thế không? Nhưng mà mình thì lại tác động, mình cứ rủ bắt ông bà phải đi, có đúng không ạ? Vậy ở mỗi một cái tuổi thì tâm độ tĩnh nó gì là khác nhau, không? Vậy thì ở đây cái câu chuyện chúng ta tưởng là tại cái bản, nhưng mà thực ra là tại cái gì ạ? Tâm. Vậy gốc là ta trị tâm và nâng gì ạ? Nâng tuệ. Và muốn nâng tuệ thì phải tăng thời gian nên làm nhiều hơn, nhưng mà thường lại bị chết ở hai cái biến này nó gắn với nhau. Nếu mà tăng cái này lên thì mất biến thời gian, mà mất biến thời gian mà mua xe ô tô rồi đẹp rồi thì thường lại hay đi chơi. Có phải chết chồng chất chết không? Có đúng nhỉ? Ngày xưa không có xe ô tô nhá, thì ở đây làm nhiều hơn đúng không? Thì thu nhập nó tăng dần, tăng dần, tăng dần. Từ ngày mua ô tô xong xuống dần, xuống dần. Vì thời gian đi chơi để gì? Thì khoe. Vì đã mua ô tô mà nguyên tắc đã mua ô tô càng cảm xúc nhiều thì đi chơi làm sao? Càng nhiều. Có thằng nào cảm xúc ít thì nó mua nó đáp chiếu đây. Đúng không? Trường này có hay đi chơi không Hương? Đúng không? Mới có xe mà. Santa Fe đúng không? Không, không đấy, ví dụ là vô tình thôi. Đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu ngồi đây. Đấy, thì là sẽ đi chơi nhiều hơn. Cho nên là chúng ta mới nhìn thấy nhân duyên. Vậy nhìn thì biểu hiện là không quản trị được tài chính cá nhân thì bắt đầu là cái duyên thứ hai là do mình không lập được bản, nhưng cái duyên gốc là do không kiểm soát được tâm. Thấy chưa? Anh chị nhìn thấy không ạ? Tôi chỉ nói đơn giản về quản trị tài chính cá nhân. Cho nên rất nhiều bố đi học quản trị tài chính cá nhân xong về vẫn thì có giữ được gối như bản này, giữ được làm sao được. Thôi bây giờ thì đáng lẽ đi người mà thằng này nó dụ, nó mua Santa Fe thì thôi mua Tucson nhá. Đấy. Hạ xuống tí. Rồi ok. Nghe này tôi đây, Thái đi mua con hắc nơi nhỉ, Thái nhỉ. Tôi có quản trị được tâm đâu. Đi sang mua chỉ mua cái xe đổ khoảng 400 triệu. Xong ngồi lên con xe, vân tỉnh ngồi. Quay lên. Xong rồi thằng thằng mày, thằng này nhiều tiền lắm. Và tao thấy cái 1 tỷ nó lãng phí. Cái này là gì? Nhưng Thái nó lại động viên, nó bảo là thầy làm nhiều vất vả như vậy thì thầy chiều thầy một tí đi. Mà suy cho cùng là thầy đi du lịch mà thầy tự lái xe ô tô đi 1 năm cũng hết mấy trăm triệu à. Thì mua cái xe này nó giảm đi mấy trăm triệu thì coi như lấy cái tiền đi du lịch cái bù vào đấy là đi phượt. Nghe tính tài chính cá nhân một hồi cũng hợp lý. Thực ra là cái động viên của nó chỉ chiếm 10%, 90% trong tâm mình nó đã gì? Nó đã thích lắm rồi. Thằng ta cố đặt nước nhỏ lên giọt nước mà thế là tràn đi. Nhưng mà nếu mình hiểu như vậy thì có nghĩa là nó chỉ là giọt nước thôi, còn mình là gì? Là chính. Nhưng không cẩn thận ông phá sản vì con hắc lây, nó quay sang bảo mẹ tất cả tại Thái ngày đấy mình đã không mua rồi, nhưng mà nó bơm vào thế nào mình mua cho nên sinh ra phá sản. Ô, vẫn là tại mình đúng không mọi người? Đấy, cho nên quản trị tâm mình đấy. Và xung quanh nhiều thằng nó cứ tỉnh bảo nó đẩy tâm lên tí cho mình vẫn hỏi, cứ ở dưới thầy cố lên, thầy cố lên nó luôn một ít vẫn hỏi hoài chết. Và con người ta thành công rất dễ bị mạng là do ai ạ? Xung quanh thôi, họ cứ khen kiểu là bị mạng đấy. Rồi ạ, đấy là quản lý tài chính cá nhân. Bây giờ tôi sang cái phần thứ hai là quản trị thời gian. Tất cả các anh chị đều nhìn thấy hết nhé, tôi khẳng định những thứ này anh chị đã làm được. Quản trị thời gian, quản trị thời gian nó cũng giống như là quản lý tài chính cá nhân.
Đầu ngày các anh chị có kế hoạch ngày không ạ? Hay làm việc có kế hoạch tháng không ạ? Có kế hoạch tuần không ạ? Kẻ nào mà không có kế hoạch, tức là từ giờ nào đến giờ nào làm cái gì, thì kẻ nào không có kế hoạch này thì kẻ đấy mất hẳn phần trăm của tuệ. Nhân viên kinh doanh mà không có kế hoạch này, không biết để làm gì. Nhấc điện thoại cho họ một cuộc mà không biết để làm gì, tức là không có mục tiêu, thì đọc nói chuyện buôn với khách hàng, buôn vớ buôn vẩn với khách hàng. Thậm chí gặp khách hàng nào nó tán gẫu hay thì còn bảo phấn khởi, còn bảo nghiệm lại gặp khách hàng này phê thật, hỏi tin hình chốt doanh thu chưa, chưa, bởi nó mày phê thì tao về à? Đấy, tuệ không lập được cái này là do tuệ. Nhưng mà thường lập được lên thì niệm có giữ được cái này không ạ? Có giữ giờ nào được đấy không ạ? Nào, đang điện thoại, còn người yêu nó bảo là anh ơi, xuống em có việc hỏi anh tí. Nào, có bỏ xuống đấy không? Bỏ xuống không? Đang làm việc, gặp con ẻm nó ở Sài Gòn nó ra. Anh ơi, làm đi. Thì nó không kế hoạch, xóa luôn. Đang là dự kiến là từ 11 giờ 12 giờ họp để triển khai việc này. Tự nhiên thằng bạn nó ở Sài Gòn ra, Tuấn ơi, làm thế nhau. Nào, thường là giữa tâm và tuệ, thằng nào nó lôi mình đi nhanh hơn à? Đúng. Vì tâm nó còn làm cho mình sướng này, ăn sướng này, chơi sướng này, ngủ với gái sướng này. Tất cả những cái thứ làm cho sướng tâm là nó lôi mình đi nhanh lắm. Nhưng tuệ thì làm cho mình gì ạ? Khổ cái thân. Còn tâm nó làm cho mình gì? Sướng cái thân. Trừ một trường hợp là quan hệ thì khổ cái thân, nhưng mà tâm nó vẫn sướng. Cũng xong nó mệt đúng không? Còn phần lớn tuệ là rất mệt. Nào, tưởng tượng ngồi họp đi, phân tích chiến lược. Ngồi vào 3 ngày các anh có chán không? Thì đảm bảo chú nào mà không chịu được mà ngu tí ngồi vào đấy là họ hành đau hết cả đầu. Đấy, nhất là cuối năm sắp họp chiến lược đấy. Nghe. Đấy ngay mà. Tuệ nó mệt, còn tâm nó làm cho mình sướng. Cho nên thường tâm nó lôi mình đi rất là nhanh. Làm ra tiền thì mệt, nhưng tiêu tiền có nhanh không? Đấy. Tiêu tiền rất nhanh và tiêu tiền rất sướng. Nhưng làm ra tiền thì rất khổ. Không mấy ông làm ra tiền sướng cả. Thế thì vậy bản chất để quản trị thời gian, nếu ông không có cái kế hoạch này là ông mất phần tuệ. Nhưng có kế hoạch mà không thực hiện là ông mất phần gì ạ? Phần tâm. Phần tâm này do cái gì ạ? Cảm. Tâm xuất hiện cảm xúc, nó kéo mình đi. Nào, thì đây ví dụ tuệ vẽ lên cái khung 11 giờ dứt khoát phải đi ngủ để sáng mai dậy tập thể dục. Có đúng vẽ cái khung trong một ngày kỷ luật bản thân không? 5 giờ đến 6 giờ tập thể dục, 6 giờ 6 giờ vệ sinh cá nhân, 6 giờ 7 giờ ăn sáng, đến cơ quan 7 giờ 8 giờ lập kế hoạch cá nhân, 8 giờ 11 giờ đến 12 giờ cam kết làm hết sức, đúng, 12 giờ đến 13 giờ 30 đi ăn trưa, từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30 không gọi được cho khách, ví dụ là sale, nghiên cứu tài liệu, đúng không? Nào, xong bắt đầu từ 14 giờ 30 đến 17 giờ làm hết sức, 17 giờ đến 17 giờ 30 làm báo cáo cho sale. Đấy, không đúng như vậy, 17 giờ 30 đến 19 giờ 30 chơi thể thao. Hãy vẽ đi, tôi hỏi các chị vẽ đi đi mà và thử làm thử xem có được không? Và cái gì nó lôi mình đi mình chết. Nào, bảo 13 giờ 30 đến 14 giờ 30 học tập và nghiên cứu tài liệu. Mật mở video Tuấn nó giảng lên đi. Chỉ bật khoảng 10 phút ngay gỗ mẹ rồi. Có đúng không nhỉ? Hoặc là vào mạng
Đầu tiên mình vào video sang Tuấn giả. Thì đang video của Tuấn giả thì bên kia là Ngọc Trinh bất ngờ khỏa thân sau trận có chung kết bóng đá. Mèo kích về. Kích vào đấy xong nó lại nhử tiếp. Có một đám cổ động viên cuồng nhiệt cởi hết quần áo ra lại click vào đấy. Xem xong một hồi thấy toàn bọn cởi quần áo. Thế nó đến 17 giờ chiều rồi. Các anh có con thấy thế không? À. Đấy là do phần nào? Cho nên là Đức Phật dạy thì là tâm nó sinh tuệ mà. Có phải ngồi thiền nó sinh ra tuệ mà. Có phải gốc của vấn đề vẫn là tâm mình không? Cho nên là quản trị thằng mình là quản trị khó nhất trong những thằng quản trị. Còn quản trị con em vẫn dễ nha. Khó nhất là quản trị thằng anh mình này. Thằng này khó quản trị. Có phải là cầm tiền đi đến siêu thị có quyết định mua cái hàng một hồi để hai thằng Tâm với thằng Tuệ đó nó cãi nhau luôn, nó đàm phán với nhau và quyết định mua cái khác đi mua sách đúng không ạ? Lúc đi thì bắt đầu cầm tiền bảo vào hiệu sách để mua sách, hai thằng nó bàn với nhau mà thôi là này quyết định là tao chiều bảy tuổi ơi vào mua sách thôi. Vào khi nhìn cái bút ký nó đẹp quá. Vậy là Tâm mình mà có cái bút ký này đi nó mới sang trọng chứ. Thôi thế này có 2 triệu tao mua bút ký 2 triệu 1. Cái gì có thấy thế không? Ô nó bị cái đấy thôi. Đó vậy tôi nói như vậy không phải là tôi làm được. Mà tôi thường xuyên không làm được cái tôi phát hiện ra. Chứ bản chất không phải là mình làm được. Thế mình mới phục chứ ông mới làm được. Và nó sự thật như vậy. Thế thì bắt đầu từ mai mình hiểu được cái câu chuyện. Nhưng mà đời thế này này, nếu mình biết mình ngu, biết là mình ngu thì chắc chắn từ từ mình sẽ gì? Sửa được. Nhưng sợ nhất là mình không biết mình ngu mà cứ vẫn hỏi liên tục. Đúng không? Cho nên chó nó vẫy đuôi thường xuyên. Mà đuôi mình cũng vẫy thường xuyên thì chết được gì? Cho nên là sợ nhất là mình không biết mình ngu. Thế khi phân tích cái này ra thì mình biết gì? Mình ngu đến đâu và khi mình biết mình ngu đến đâu thì mình sẽ gì? Từ từ sửa. Mà hoặc không sửa được thì ông cố kiếm tiền để ông mua tất cả về cho ông chán đi. Cho mày ăn chán đi, mày chừa đi. Xong để cho ông làm việc khác. Ô, ngày xưa tôi cũng, thực ra ngày xưa tôi cũng có biết đạo Phật. Nhưng mà tôi có một cái tính ở đây này, tôi bảo tôi đã thích thì tôi cố gắng đi trải nghiệm đi. Để nó chán đi. Thì sau đấy mình không mơ tưởng về chuyện đấy nữa. Mà nguyên tắc là khi mình thích một cái xe, anh chị cứ để ý mà mình đã thích một cái xe ô tô nào đấy mà mình chưa gần một tiếng mua ấy. Từ cá anh trong 8 giờ kiểu gì anh cũng mất một tiếng để sẵn sàng. Đi ra ngoài đường xe và đi ra ngoài đường nháo nhác nhìn xe thì bắt đầu nó có hai nguy cơ. Là bình thường làm việc 8 giờ một ngày thì doanh thu nó tốt hơn. Thế là lương nó cao hơn, từ ngày nghiên cứu xe lương tụt xuống thì làm việc có 7 tiếng ngay. Chưa kể ra đường xác suất tai nạn cao hơn. Vì vừa đi vừa nhìn xe, làm rổ phát vào thằng đằng trước. Đấy, vọng tưởng. Cho nên là thôi nhá, vẫn quay về cái tầm. Rồi tiếp tục. Tôi lại nói trong doanh nghiệp. Anh Nam ơi, anh có chiếu được không? Anh có cái phần nhân duyên của doanh nghiệp không? Có nhá, tôi sẽ chiếu cái này. Và anh em muốn xin cái này có khả năng bảo anh Nam. Cái này sắp tới tôi mở chương trình, tôi bán cái khóa này nó phải là 5 triệu đấy. Nhưng hôm nay thì nó hay lắm. Long to con đẹp trai. Khuyên cho thầy cái này cái nào. Nhưng không có một chỉ thì sao nhỉ? Có. À, dưới phòng họ. Thank you.
chiếu cái mà em vẽ tay vượt lên biết thì nó mà cái này mà cũng rất là mặt được, chủ yếu nói cho em không hiểu mà cũng được rồi thì em không cứ trình bày cái mà em không hiểu thì nó sau một thời gian sống thì phát hiện ra là cứ nói cái gì mà mọi người không hiểu là thành ý đạo. Do ai hỏi thì cứ tùy duyên. Sau cái này thì bắt đầu mọi người thảo luận nhé. Cái ý này đến thảo luận. Tôi sẽ đưa ra câu hỏi cho mọi người thảo luận. Cái này là anh em tôi làm nó như cái phác đồ điều trị của doanh nghiệp ấy. Này tôi vẽ cái phác đồ điều trị nhé. Có phải mong muốn của ông chủ doanh nghiệp là một là sức khỏe của doanh nghiệp không? Cứ to lên nào. Đến đây. Mà sức khỏe của doanh nghiệp thì nó đo bằng cái gì? Dòng tiền tốt, lợi nhuận tốt, doanh thu tăng. Có đúng các bố quan tâm cái này không? Rồi quan tâm đến cuộc sống của ông chủ là có thời gian cho cuộc sống, có sức khỏe để hạnh phúc, có cơ hội để giúp đỡ người khác. Nếu mà thằng cha nào mà có cả hai cái này là niết bàn này. Đây không phải là đích không? Niết bàn rồi đấy. Còn cha nào mà có cái này mà không có cái này thì cha này là doanh nghiệp là địa ngục của đời mình, đúng không? Thằng nào mà này có cái này mà không có cái này thì cuộc đời này là địa ngục của mình. Còn cái kia là dù sao doanh nghiệp là địa ngục, chứ còn nó bước ra khỏi doanh nghiệp là vẫn thì vẫn ngon. Còn nếu mà không có cái tiền thì không có những cái thứ này mà phá sản thì cuộc đời này là địa ngục của mình. Đấy, thế thì như vậy là bạn phải có hai cái này. Nhưng bây giờ chúng ta không bàn về sức khỏe, mà sức khỏe của ông này nó lại phụ thuộc vào doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp nó có bao nhiêu bệnh? Bệnh thứ nhất, từ cái mong muốn này thì nó xuất hiện một cái bệnh đầu tiên là lợi nhuận thấp. Nhân duyên gốc này, đúng không? Đây này, bệnh đầu tiên là lợi nhuận thấp. Mà lợi nhuận thấp do mấy nhân duyên? Do những cái nguyên nhân nào? Ta thảo luận tí. Theo em. Rồi các chi phí gì? Cao. Do gì nữa? Chi phí cao. Doanh thu gì? Doanh thu thấp. Đúng không? Không, bên đây các bạn kể những cái loằng ngoằng rồi. Một là doanh thu thấp, hai là gì? Chi phí cao thì lợi nhuận, vì lợi nhuận bằng doanh thu trừ chi phí. Vậy doanh thu thấp thì do nhân duyên nào? Bắt đầu chúng ta cứ học dần cái nhân duyên, cứ tìm một hồi nó về không. Doanh thu thấp thì do cái nhân duyên nào theo em? Không bán được hàng thì đúng rồi, là do bộ máy kinh doanh gì? Kém. Đúng không? Doanh thu thấp là bộ máy kinh doanh kém. Hoặc là gì ạ? Hoặc không có sản phẩm gì. Tức là cái sản phẩm nó đã bị lỗi thời. Tức là nó bây giờ khách hàng họ không có nhu cầu về sản phẩm này nữa. Đúng không nhỉ? Sản phẩm nó lỗi thời. Thứ ba là do cái gì ạ? Định giá của sản phẩm bị sai. Tức là đáng lẽ sản phẩm này nó phải là 15 đồng, nhưng mình do mình lấy cái sức cạnh tranh giá rẻ mà mình bán, cho nên nó còn có 12 đồng thôi, dẫn tới cái biên lợi nhuận gộp của mình ít,
và mình bị gì? Không có lợi nhuận. Vẫn thấy trường hợp này không ạ? Như vậy nó sinh ra từ do ba nhân duyên. Vậy doanh thu thấp, một là bộ máy kinh doanh yếu, hai là anh đang bán một sản phẩm lỗi thời, và ba là định giá sản phẩm sai. Có đúng không? Rồi tiếp tục, chúng ta lại quay lại tiếp nha. Bật cho này cái điện này. Thầy chỉ vẽ cái này làm ví dụ là tất cả mọi người đều thành bác sĩ đương nhiên đấy. Chỉ có điều không biết tiêm chích, đọc bệnh được nhưng không tiêm chích được. Đúng không? Mà đọc được bệnh là được rồi, đã được ra đoạn một. Tiếp này, nếu mà bộ máy kinh doanh mà kém thì nguyên nhân do cái gì? Tất cả truyền thông marketing bán hàng là do cái gì? Do con người. Ông kêu đâu bảo bộ máy không yếu, ông trả được gấp thì người nó yếu đúng không? Đến ông mà không ăn no thì ông còn yếu nữa là đúng không? Đúng không? Vậy do lương gì? Lương thấp. Hoặc tóm lại tổng thu nhập bỏ thấp bao gồm phúc lợi cộng gì ạ? Bảo hiểm xã hội cộng với lương cứng, cộng lương mềm, cộng với lại lương thâm niên. Ông cộng tất cả các loại vào thu nhập bỏ vì gì? Vì thấp. Lên chất lượng nhân sự thì kém. Bắt đầu lại kêu lên. Nếu em trả cao thì em lỗ. Có đúng câu chuyện đấy không? Nếu em trả lương cho họ cao lên thì em lỗ. Vậy nếu trả cao lên mà lỗ thì chứng tỏ lợi nhuận gộp của sản phẩm làm sao ạ? Anh chị có hiểu cái khái niệm lợi nhuận gộp không? Ví dụ tôi mua cái micro này 5 đồng, xong tôi bán đi là 10 đồng. Tôi mua nhập kho là 5 đồng, tôi bán 10 đồng thì lợi nhuận gộp là mấy đồng? 5 đồng. Nếu tôi chi phí bán hàng cái này mất 3 đồng thì tôi còn lợi nhuận là 2 đồng. Thì lợi nhuận này gọi là lợi nhuận gì ạ? Trước thuế. Sau đó tôi mới nộp thuế đi thì cái lợi nhuận sau thuế đấy của tôi thì tôi gọi là lợi nhuận sau thuế. Hay người ta gọi là lãi gì ạ? Lãi dòng. Anh em hiểu không ạ? Gọi là lãi dòng. Vậy thì nếu mà tôi trả lương cho họ đang là tôi lợi nhuận gộp được 5 đồng mà tôi đã trả lương cho chi phí bán hàng và back office mất 4.9 đồng, nếu tôi tăng lương một phát thì 0.1 đồng tiền lãi của tôi thành gì? Thành không, và thậm chí lỗ. Cho nên chính vì vậy mà tôi không trả được lương cao. Họ sẽ bảo vậy. Vậy có nghĩa là họ lỗ là phần gì? Phần định giá. Nhưng họ bảo nếu tôi đẩy cao lên nữa thì tôi không bán được. Như vậy vẫn là câu chuyện họ đang bán một sản phẩm và sức cạnh tranh làm sao quá lớn, có đúng không? Hoặc họ bán một sản phẩm doanh thu nó không cao thì lúc đấy mình tìm ra nguyên nhân cũng là do sản phẩm nó bị gì, quá bão hòa và cạnh tranh. Vậy chết ở phần nào ạ? Chiến lược sản phẩm. Thế thì khi mà tôi đi tư vấn doanh nghiệp, tự trong não tôi chỉ nhảy khoảng mấy giây và tôi hỏi luôn. Lâu rồi, trong khoảng 2 năm nay anh có đi sản phẩm không? Và có thêm dòng sản phẩm chiến lược đảm bảo không? Ôi dạ không ạ. Chúng ta mở công ty 10 năm nay không thay đổi sản phẩm. Thế là mày sắp đi đấy con. Vậy từ cái chỗ mà doanh thu thấp nó nằm ở tại cái gì ạ? Chiến lược sản phẩm. Từ cái chỗ mà đội bán hàng yếu cũng nằm ở gì ạ? Chiến lược sản phẩm. Các anh chị có công nhận với tôi không ạ? Vậy thì quay trở lại, đừng làm gì với hệ thống mà quay trở lại phải đi tìm gì? Sản phẩm. Và tôi cá với các anh chị luôn, một số anh chị ngồi đây giàu có không phải do các anh chị vận hành giàu, mà các anh chị tìm được đúng sản phẩm mà lúc bây giờ không có thằng nào bán, một mình bố bán. Chứ bố siêu lợi nhuận, bố giàu lên chứ không phải bố giỏi vận hành, mà gọi là nớ ngớ vớ vẩn chưa. Cô đi đúng ngành hàng phát là bố giàu. Xong về cô kết luận là mẹ em điều hành cái doanh nghiệp chục năm nay rồi có chết đâu. Thế cho nó đợt này khó khăn vậy. Cái con thấy đúng cái bệnh không? Tiếp này. Chi phí cao
Nếu chi phí cao là do cái gì ạ? Một là mô hình kinh doanh của anh cầu cần, đúng không? Mô hình kinh doanh, trong khi cái mô hình kinh doanh bây giờ người ta làm đưa công nghệ vào thì người ta đã rất là nhỏ gọn rồi. Tức là một, có những doanh nghiệp chỉ có 20 người thôi, doanh thu của họ nó khoảng vài trăm tỷ một năm. Và trong khi đó công ty của ông mà cũng 20 người, cùng ngành hàng mà chỉ tạo ra 100 tỷ một năm, thì có nghĩa là chi phí của ông bị gì? Bị cao. Em cứ dùng ạ. Như vậy một là mô hình ông sai, hai là mô hình đúng, nhưng ông định biên khối lượng công việc cho nên ông định biên nhân sự bị gì? Bị sai. Nhà bác có 10 viên gạch từ điểm A đến điểm B mà ông thuê 10 thằng, tức là ông bị sai. Vậy sai trong định biên nhân sự là do thằng nhân sự hay do thằng thẩm định? Mình cái thằng ở đây mà mình là CEO, là do thằng nhân sự hay do thằng thẩm định? Thằng thẩm định. Vậy lỗi là tại mình, vì mình không hiểu luồng công việc của phòng ban đó. Do anh không hiểu luồng công việc của phòng ban đó cho nên anh tin tưởng gì ạ? Trưởng phòng. Họ bảo là truyền thông cần 10 người, anh bảo là anh biết là 10 người. Họ bảo 5 người, anh biết là 5 người. Như vậy toàn bộ sứ mệnh của anh phó mặc cho ai ạ? Trưởng phòng. Cho nên dẫn tới lương của anh em thì thấp. Ví dụ như là 50 triệu mà 10 thằng, có phải là lương mỗi đứa còn có 5 triệu không? Nhưng cũng công việc đấy 50 triệu mà mình biên chế đúng, nó chỉ có 4 chú thôi, mỗi chú được 12 triệu. Và hiện nay bộ máy nhà nước mình cũng bị cầu tay cái đấy mà. Tỷ lệ người ăn lương nhà nước của mình lên đến 11.7%, nhưng đúng ra ở nước ngoài nó chỉ rơi vào tầm được khoảng 6-7%. Có những nước đưa công nghệ vào nó chỉ 4-5%. Và chúng ta đi đường chúng ta biết ngay mà. Công an của Việt Nam đứng như lợn con, đồng kinh khủng luôn. Còn đối với nước ngoài thì có nhìn thấy bóng công an được không? Có nghĩa là mật độ công an của họ rất là gì? Nhưng mà trộm mà đối với ví dụ như ngày kể cả Trung Quốc nó to vậy mà trộm phan camera nó chết được ngay, nó vỡ được ngay. Còn Việt Nam mình đông như quân quyền không vỡ được. Nó do bộ gì? Một là cấu trúc bộ máy cầu cành, hai là do định biên sai, cũng sinh ra gì ạ? Chi phí cao. Vậy dẫn tới trình độ của CEO phải biết hết luồng công việc của các phòng ban, biết khối lượng của từng nhân viên làm cái gì, để làm hay là để thẩm định? Để thẩm định. Mà bố nào không biết thì đương nhiên một thằng không biết trình bày cho một thằng chưa biết thì đương nhiên là phải biết rồi. Hai thằng ôm nhau phấn khởi vì anh em mình đều không biết. Đấy là lý do doanh nghiệp Việt Nam chết rất là nhiều. Đấy. Mà thường bọn nói thì thường không nói xấu nhá. Có phải chúng ta hay chia bọn là một bọn làm thuế và một bọn lãnh đạo chúng nó không? Thường là chia hai phe. Mà nguyên tắc cái người đi làm thuê thì họ cũng quan tâm đến cái gì ạ? Quyền lợi cá nhân. Đúng không? Đấy. Đấy là đương nhiên rồi. Vậy dẫn tới nếu chúng ta bị chết về mặt gì ạ? Chi phí cao có hai nguyên nhân. Vậy các ông có biết được, nếu ông biết được ba mô hình thì ông mới biết là mô hình nào tối ưu. Còn nếu ông không biết mô hình nào thì mô hình ông đang dùng là gì? Là tối ưu. Cho nên là ngay kể cả anh Phạm Nhật Vượng một năm anh cũng phải có được khoảng một cái lượng tiền nhất định để anh tìm một thằng về nó suy nghĩ nó không giống mình để về tự nhiên xây ra một mùi. Và nếu không được thì gì? Giải tán. Nhưng bản chất anh ấy đang đi tìm xem có một cái mô hình nào khác, đúng không? Tôi cũng vậy mà. Thì thoảng là tôi cứ tuyển thêm một vài anh rất là xuất sắc ở bên ngoài về, xong thì sẵn sàng trả lương rất là cao. Nếu mà anh ấy mà đưa ra mô hình tối ưu và anh vận hành cái mô hình thì là gì? Số mình may, bố làm được may. Mà nếu không thì mình hiểu là hiện nay tìm người tốt nhất ở bên ngoài về, mình vẫn mô hình của mình vẫn là số mấy?
đó là số 1, thì mình hiểu là mình vẫn đúng. Thế thì không có tiền nào cả, tiền rủi ro để xác nhận là mình là gì? Đúng. Ừ. Nhưng mà giả sử cái tiền đấy mà không may nó lại hiệu quả thì đấy là gì? Đầu tư, có hiểu. Thế trong doanh nghiệp nó có phần đầu tư đấy mà. Đầu tư cho công nghệ mới, trong kỹ thuật thì nó có gì ạ? Giám đốc kỹ thuật, giám đốc công nghệ. Chuyên ăn xong nghiên cứu cái công nghệ mới để áp dụng đấy. Trong sản xuất đấy. Thế còn anh không đầu tư cái gì thì anh thua. Thậm chí mình còn nhiều ông còn não còn không đầu tư cho não mà để tìm cái mới mà. Hiện nay tôi lấy ví dụ như doanh nghiệp, rất nhiều anh học ở chỗ tôi. Họ không phải là họ tìm đến tôi vì là tôi dạy giỏi, mà đơn giản là năm nào nó cũng bỏ ra một khoản tiền, nó đi học một ông nào đấy. Nó học hết một vòng của Việt Nam này. Xong rồi nó xem là mỗi thằng có cái gì mới, nó nhặt gì. Nó nhặt một tí. Thế là vô tình là nó thằng giỏi nhất trong số những thằng thầy. Ông Văn là một ví dụ. Đúng không? Thế đây thì cứ bảo suốt ngày hỏi là thế là học thì có được cái gì không? Không ai biết được. Tao vãi ra đấy nhưng mà nhặt được hay không là do mày. Đấy, thế thì chúng ta mới thấy là làm chết ở mô hình, hai là chết ở cái gì ạ? Định biệt của hàng. Mà nếu không biết luồng công việc và khối lượng công việc của phòng ban thì thua, không biết định biệt. Ví dụ, nào một phòng kế toán cần mấy người? Nếu với một công ty như của mình thì thường anh chị hay làm hợp tác thì không biết thì sẽ nghe ai họ bày ạ? Nghe kế toán. Cái con trường của anh đi với mô hình của mình bây giờ thì cần vào ngành rồi, cần vào ngành rồi. Ừ thì thôi, bây giờ anh cũng không biết thì tùy em thôi. Trong bằng truyền thông nó về, thường các bố định biên được sale. Thường các bố đa phần định biên được sale. Ừ, với bằng này data về, mỗi khi nó sale một ngày gọi bằng này data, suy ra bằng này cuộc gọi, vậy thì suy ra chúng ta cần bằng này sale, vậy suy ra sẽ thu mỗi đứa bằng này. Tính cái đấy để nhanh như xin hỏi nhân sự gần định biên mấy người, cái này thì anh cũng biết vì vậy tùy em thôi. Mà đâu khoảng 4 phòng tùy em thôi là cũng đi thì cần gì đấy, đi sớm. Đấy, thấy không? Cho nên làm CEO nó khó. Vậy vấn đề vẫn nằm ở ông nào? CEO vậy không có cấp trung ngu, chỉ có gì? CEO vì chơi với cấp trung ngu. Hay lắm. Anh chị để ý nhân duyên nó ra ngay, nó ra gốc bệnh luôn nha. Nhưng mà từ trước đến nay thường là nếu mình không soi như thế này thì mình tồn tại thế nào? Thầy số em đen mày ăn chơi đấy là cấp trung ngu. Người ai tuyển nó về em. Nhưng mà đen thầy ạ. Phải ai tuyển về vẫn đen, mà vẫn đen. Tuyển nhầm là do tuệ của mình, đúng không? Hay là do cái thằng kia nó ngu? Bản chất nó vẫn ngu vậy cơ. Do ông lầm tưởng, đúng không ạ? Thế thì nhìn ra chuyện vậy, lợi nhuận của thằng như vậy. Nếu như lợi nhuận thấp thì lý do một là chi phí cao, hai là doanh thu thấp và ba là định giá sai. Thì tôi bảo định giá sai nhỉ? Rất nhiều anh cãi là gì? Em đã từng định giá cao nhưng không vài buổi. Vậy khách hàng họ trả cho ta bởi bốn giá trị của định giá: một, trả cho công năng. Các ông lấy vợ đầu tiên là phải có công năng, có đúng không nhỉ? Và đấy là một chi phí, tức là ít nhất là phải là phụ nữ, phải có đầy đủ điện nước các thứ công trình phụ, đúng không? Hai, ông trả cho cái gì? Niềm tin vào sản phẩm. Tiếp xúc với con bé này thấy nó cũng hiền lành, trong con người nó không phải quỷ dữ, đúng không nhỉ? Ba, ông trả cho service, tức là gì nhỉ? Thỉnh thoảng anh uống nước thì uống nước cam, cổ, vitamin, đúng không nhỉ? Sáng ra nấu bát cháo, anh ăn cháo đi. Như là thịt nở, là ăn tiền của Chí Phèo là vì cái gì ạ? Service. Cháo hành, mỗi cháo hành trong mà Chí Phèo đang đục ra chết.
cứ đúng không nhỉ, sắp hết. Và cuối cùng ăn ở cái gì ạ? Ăn tiền ở cảm xúc. Nào, hãy tin tôi đi, công năng của phụ nữ giữa Ngọc Trinh với vợ mình đứa nào hơn? Vợ mình hơn, nó đầm hơn mà nhỉ. Nhưng cảm xúc của ai hơn? Ngọc Trinh. Nào, và thường đàn ông trả tiền cho cảm xúc nhiều hay là công năng nhiều? Và thường chúng ta trả tiền cho cảm xúc nhiều nhất. Cảm xúc do cái gì tạo ra? Do tâm. Nhưng mà cái tâm gì tạo ra cảm xúc? Tâm mạng. Có phải đeo cái đồng hồ mà nó đắt tiền có cảm xúc không? Vì làm sao ạ? Rất nhiều cảm xúc vòng quanh mình, nó kính nể mình. Đeo Rolex một phát là mùa đông cũng sắn tay áo lên. Đang bên cạnh chả thoát hàng hiệu gì, cứ luôn nhỉ. Đấy, ví dụ bên trong tôi mà áo lót xịn là tôi có khi tôi cũng phành được, mùa đông cũng phành được. Chị em có ngực đẹp thì thường mới hay gì, hay cũng phanh, nhưng còn không có thì phanh là có cái gì. Cảm xúc. Và thường chúng ta lấy vợ vì cái gì nhiều nhất? Cảm xúc. Cảm xúc nhất là bộ phận nào theo em? Cụ thể. À, thùa bé hay tu gì? Bây giờ nó đang tu Phật đúng không? Thùa bé hay tu gì? Ừ, tu sư Phật đấy. Ngại thì đây nó ý. Đấy, tức là bé thì tu sữa, lớn thì tu bú, già là tu Phật. Đấy, thì bây giờ là chúng ta mới nhìn thấy là cảm xúc mà khách hàng trả cho ta là do truyền gì? Vì truyền thông nó loan lên là đắt, loan lên là gì? Tốt, loan lên là đẳng cấp. Mà tất cả mọi người đều biết sản phẩm mới là đẳng cấp. Thì đeo vào nó mới gì? Quay. Đúng không nhỉ? Ví dụ bây giờ tôi mặc cái áo này chẳng hạn 50 triệu. Mà về quê không ai biết cái áo 50 triệu. Không, nó ví dụ thế nhá. Cái này có 500 nghìn. Mà về quê không ai biết 50 triệu có ai không? Không. Nhưng nó quảng cáo trên TV là áo này 50 triệu. Thì về quê mặc nó có thấy nó ấm lên không? Nó ấm lòng thế gì? Ô thật không? Vì vậy truyền thông nó tạo ra cái định giá. Vậy định giá cao và truyền thông là cặp bài gì? Cặp bài chung. Nếu anh đẩy showbiz vào tốt thì anh có thêm một cái khoản lợi nhuận từ showbiz. Ừ. Cho nên xe ô tô bao giờ nó cũng sinh ra một cái loại đặc biệt đấy. Cái gì nhỉ? Premium này, Lithium này, Limited này. Nó có chữ Limited phát, nó có cảm xúc không? Thực ra bên trong nó giống hệt còn kia có Limited chó đâu. Nó có mỗi chữ Limited thôi. Nhưng phê lắm, đi đâu nói ra này gì? Mày mua bản gì đấy? Bây cậu mua bản gì? Limited khác nó quay chứ. Đi vậy, máy vẫn vậy, ngồi vẫn vậy, xô vào tường vẫn chết. Limited. Nhưng không đúng không sai. Limited bán cho bọn nào? Bọn nhà giàu. Kệ đó. Tao vừa tiền, tao thích mua Limited đấy kệ đó. Nghe. Tao nghe tao đi bản bây kệ tao. Ngày xưa tôi nhớ là khi mà ngồi ăn với lại đám bạn tôi hồi sinh viên ngồi thì thịt nó ít lắm. Thì có một thằng lồn với một thằng cao với tôm là trung bình. Thằng cao nó mới chửi thằng lồn bảo mày lồn mày ăn làm chó thì nắm mày ăn có cao được đâu. Cao nó bảo là thì vì bố mày lồn bố mày ăn nhiều chứ nó cao kệ bố mày. Thế là ăn. Tóm lại là sở thích của mỗi người là gì? Vấn đề của mình là người làm kinh doanh, mình biết khai thác khác nào thì là quyền của mình. Đúng không? Thế thì mình định giá là phải đi cặp bài trùng của truyền thông. Và thường dân Việt Nam không làm truyền thông. Và định giá thì thấp, tưởng phải lao tiền. Anh để service vào, anh có lợi nhuận phần service.
Anh đẩy cảm xúc vào, anh có lợi nhuận thêm một phần cảm xúc. Anh đẩy thêm công năng sản phẩm, anh có thêm gì? Lợi nhuận từ công năng. Có đúng không anh chị? Anh đẩy thêm niềm tin, anh có lợi nhuận từ niềm tin. Vậy thì nó bốn khúc lợi nhuận. Còn bình thường anh đẩy bốn công năng vào xong anh bán thì anh được bốn cái lợi nhuận của gì? Của công năng thôi. Các chị có thấy thế không? Có phải là người phụ nữ, chỉ là phụ nữ mà nông dân thì giá bán rất rẻ, có khi bán lấy một đồng nông dân. Nhưng chỉ cần cũng là cô ấy đi học có trí tuệ và làm công chức làm đi giáo viên, có khi lấy chồng chủ tịch xã, cô vẽ liền lợi nhuận nó lên kinh nhưng chứ. Cô đúng không nhỉ? Mỗi 3 năm cái bảng cao đẳng cộng với này tí gọi là bôi trơn thằng vào làm giáo viên mầm non, thế lấy chủ tịch xã, phó chủ tịch xã thôi, cái biên lợi nhuận nó lên khủng chứ. Nhưng văn nhà bây giờ về đấy nông dân là sao làm được, không lấy được. Nhưng cũng là nông dân học qua đại học nên đấy lấy luôn. Hay không? Biên lợi nhuận khủng khiếp. Hãy cứ thêm cái phần nào nó có lợi nhuận phần đấy. Vậy chết là định giá chúng ta phải làm cái gì? Chuyện đó quan trọng lắm. Vậy bản chất nếu như mà lợi nhuận của anh mà thấp, nó chết cả phần định giá. Vậy thì từ nãy đến giờ cũng không quay sang là lợi nhuận thấp thì lại do cái gì ạ? Do chuyện thế ông cứ đi loay hoay mà chữa lợi nhuận cho nó cao lên, chữa sao được? Đúng rồi. Ô, thậm chí ông còn chuyển nhầm mà thấy lợi nhuận thấp thì gì? Cắt truyền thông. Đúng rồi đấy. Thấy cái vương víu cắt luôn. À, đấy. Thế chỗ này mọi người có hiểu không ạ? Thế là anh em nào mà không làm doanh nghiệp thì nghe nó hơi chịu được. Ở đây có bao nhiêu người làm doanh nghiệp giơ tay tầm xem nhé. 90% đấy. Đây. Lợi nhuận thấp, vậy thì nguyên nhân gốc do truyền thông. Lợi nhuận gốc thấp, nguyên nhân gốc là do tuệ của ai ạ? CEO không biết quản trị mô hình, không biết gì định biên nhân sự. Lợi nhuận thấp còn do cái gì ạ? Chiến lược sản phẩm. Có đúng không anh chị? Thế mà cứ đi loay hoay nè. Cắt giảm biên chế mà lại thường là cắt thằng nào ạ? Cái loại 5 triệu có cắt đâu? Ngồi nghĩ mà phải 5 triệu mà cắt 5 thằng thì giảm được 2, 5 triệu thì ăn thua đấy chị. Cắt bè thằng giám đốc kinh doanh, thằng này 30 triệu cắt một thằng xong. Thấy thế không ạ? Hoặc là gì ạ? 10 thằng thì đi cắt 5 thằng nhưng không tăng lương cho 5 thằng còn lại. Người ta cắt 5 thì tăng gì? Tăng lương cho 5 thằng còn lại. Thế là khí thế nó khác ngay chứ. Có phải chữa bệnh nó rất đơn giản không? Đấy. Có phải đuổi 5 thằng ngu đi lấy lương của 5 thằng ngu bù cho 5 thằng thông minh, đến 5 thằng thông minh thì best sale. Là xong được còn gì nữa? Đây để cho làm sao ngu nhưng mà nó phải đông. Nó có tính bày đàn. Đấy. Bệnh này là bị như này. Rồi tiếp tục ạ. Vấn đề thứ hai là lợi. Cái gì đấy? Ví dụ dòng tiền gãy này. Thế nào gọi là dòng tiền gãy? Từ đấy ví dụ, nếu tôi nhập về 30 cái bộ quần áo thời trang, mỗi bộ là 1 triệu, tức là tôi nhập mất 30 triệu. Sau đó tôi bán được 10 bộ, mỗi bộ là được 2 triệu. Và tôi thu về bao nhiêu ạ? 20 triệu. Nhưng còn 20 bộ tôi không bán được, nó nằm ở tồn kho. Thì lần sau tôi đi nhập 30 triệu thì tôi phải bù vào bao nhiêu ạ? 10 triệu. Mặc dù về mặt bản chất tôi đang lãi 10 triệu, nhưng tôi vẫn phải bù vào 10 triệu. Như vậy lợi nhuận là có thật. Nhưng dòng tiền tức là tiền mặt thì gì ạ? Không. Như vậy chúng ta bị gãy dòng tiền do cái gì? Tương tự như vậy.
Nếu tôi mua 5 đồng, tôi bán 10 đồng và trả chi phí cho hệ thống mất 3 đồng. Có nghĩa là tôi lợi nhuận mất được mấy đồng ạ? 2 đồng. Nhưng khách hàng nợ tôi 3 đồng. Vậy bản chất tôi lợi nhận nhuận 2 đồng, nhưng tiền mặt của tôi bị âm mất mấy đồng? 1 đồng. Như vậy càng bán hàng thì tiền của tôi càng hết. Nhưng tính trên sổ sách có lợi nhuận không? Đây người ta gọi là lãi thật, à lãi giả, nhưng mà gì? Lỗ thật, tức là tính trên sổ sách là có lãi. Và đây là bệnh của những chú kinh doanh theo kiểu tính kiểu sổ bộ. Là ông lấy tổng tài sản của đầu năm bằng tồn kho cộng công nợ khách hàng cộng tiền mặt, đúng không? Thì bằng tổng tài sản của công ty. Xong đến cuối năm ông cũng lấy gì ạ? Tiền mặt cộng tồn kho cộng công nợ lại bằng tổng tài sản của công ty, và ông so sánh cái cuối hơn cái đầu là lãi. Cuối cùng ông toàn lãi ở phần nợ với phần tồn kho thôi. Đến đi đòi nợ mà không được nữa là gì? Món. Đây là các bố tính sổ bụng, tức là kinh doanh nông văn rèn ấy, thì thông thường là toàn tính vậy, tính cua trong lỗ. Xong cuối cùng nó cũng đang đồng ra chết rồi. Mình cứ tưởng là đòi nợ là đúng phải, nhưng mà xong rồi nhập hàng tồn kho và cứ tính tiền tồn kho trong đấy. Thậm chí có bố tính tiền tồn kho lại tính bằng giá bán nữa. Ghê vậy. Chứ không phải tính bằng giá nhập đâu nhá. Cứ bố tính giá bán luôn, cứ tính khiếp chứ. Chịu cái bố ấy. Nhiều, tôi đi tư vấn doanh nghiệp tôi thấy nhiều chú lắm. Vậy gãy dòng tiền là do mấy nguyên nhân? Một là gì? Tồn kho. Hai là gì? Hai là gì ạ? Không đợi. Nếu tồn kho nhiều chết ở đâu ạ? Kinh doanh. Hai là dự báo. Chết là không dự báo. Ví dụ có một lần tôi tư vấn cho một cái đơn vị nhà hàng, thì tôi đến thì nhà hàng mà trong thành phố Hồ Chí Minh, tôi không muốn nói tên. Thì khách hàng họ cứ bỏ đi dần và mất khách. Cuối cùng họ bảo với tôi rằng là anh đến tư vấn cho tôi với tình hình khách là bỏ đi dần. Vậy khách bỏ đi dần có mấy nguyên nhân? Tôi chuyên đọc nhân duyên nhé. Một là cơ sở vật chất kém, vị trí kém. Khi mà tôi vào tôi nhìn cái cơ sở vật chất rất tuyệt vời, vị trí đắc địa luôn, mà khách bỏ đi, chứ tôi không bàn được lợi nhuận nhé, nhưng khách bỏ đi. Câu chuyện thứ hai, tôi hỏi là giá có đắt không, thì tất cả mọi nơi đều xung quanh đều nói là gì? Giá đắt. À giá không đắt, giá bình thường. Tôi hỏi câu chuyện thứ ba, về mặt dịch vụ ở đây có ổn không, nhân viên có tốt không? Đều tốt. Cùng tôi hỏi câu chuyện thứ tư, còn lại câu chuyện cuối cùng là chất lượng của gì? Vâng, tôi hỏi ăn có hết không? Hỏi không hết. Không hết, ăn không hết là do sản phẩm gì? Đệ. Mà sản phẩm đệ thì có hai nguyên nhân. Một là do đầu bếp đệ, và hai là do nguyên gì? Nguyên liệu đệ. Tôi hỏi đầu bếp của công đấy là đâu? Tôi hỏi lịch sử đầu bếp ngon. Tôi bảo vậy chắc chắn chúng mày nguyên liệu đệ. Mà chúng mày để tồn, mà chúng mày tiếc thì đổ đi thì tiếc, mà giữ lại nấu thì là không ngon. Nó cũng như sao thầy biết. Một lần con để tồn, bố mình bắt từ trên xuống dưới nó mới ra đến cái gốc. Có hiểu vậy? Như vậy tôi phải hỏi mất độ khoảng 10 câu thì nó gọt lên gốc. Nó bảo ui rồi sao thầy tài thế? Tài chó gì? Chẳng qua nó là cái tư duy là. Xong rồi chết ở nguyên liệu thì lại chết ở phần gì ạ? Dự báo. Thế dự báo thì tôi chỉ cần bảo là bắt đầu từ ngày mai chúng mày làm cái này. Chúng mày đo hết một tháng cái này. Là thứ nhất đo theo thứ. Thứ hai là đo theo chu kỳ của thứ. Thứ hai chu kỳ của tuần. Đúng không? Một là ngày, hai là tuần. Thì kiểm tra xem là trong thứ nào ăn món gì, tỷ lệ họ ăn món gì nhiều nhất. Xong rồi là trong thứ nào là tỷ lệ là cái trong cái ngày đấy, bữa trưa, bữa chiều là tỷ lệ nhiều nhất. Trong cái tuần là tuần nào đông khách nhất. Sau cái số lượng khách đến ăn thì tỷ lệ gọi món nào nhiều nhất. Thì ngay lập tức nó sẽ ra được cái gì ạ? Dự báo được nguyên liệu. Thế sau dự báo được nguyên liệu nó không tồn nữa thì là gì? Chưa tận gốc. Lại đông khách dần lên. Đến
đọc câu hỏi mấy câu xong rồi nói vài câu. Vậy là kết thúc về cũ thôi. Có tiền đấy nhỉ? Mọi người thấy có đơn giản không? 12 nhân duyên này nó vi diệu lắm. Nó vi diệu lắm. Hỏi một hồi là nó đến tận đích luôn. Rồi tiếp tục. Tôi hỏi anh chị này, công nợ cao là do cái gì? Trình độ nhân sự thấp. Câu chuyện đầu tiên là trình độ nhân sự thấp. Tháng bán hàng mà tốt thì không mấy khi để công nợ cả, đúng không? Vậy vấn đề mà trình độ nhân sự thấp là này do cái gì ạ? Trả lương đó. Cho nên nó mới sinh ra gì? Vẫy dòng tiền. Nhiều khi trả lương thấp nó vẫy dòng tiền mà. Câu chuyện thứ hai là gì? Nó đòi về sớm cũng trả được với mẹ gì, vậy thì cái chó nó phải đòi, có đúng không chị? Nó liên quan đến luật thưởng về mặt công, thưởng phạt về mặt công nợ không khỏi, nó liên quan luật chơi. Các bạn thấy không? Nào, nếu bác bảo là bán 100 tỷ, tao cho phép được hạn mức nợ 20 tỷ, hay là mày bán một tháng 10 tỷ thì tao cho phép nợ gối đầu 2 tỷ và một tháng phải đòi. Nếu chậm hơn một tháng thì lãi suất ngân hàng tao thì phạt mày. Nhưng ngược lại mày đòi về sớm thì ta cho mày lãi suất ngân hàng của phần tiền đòi về sớm theo ngày luôn, tính ra cái ngày luôn. Ví dụ đến cuối tháng dự kiến là gối đầu 2 tháng, là 1 tháng, nhưng mà 2 tỷ đấy một nửa tháng mày đã đòi được về rồi, vậy mày có lợi nhuận lãi suất của 2 tỷ đấy bằng lãi suất ngân hàng trong vòng 15 ngày. Thì nó vừa bán hàng nó có công ít tiền nợ. Ôi chị ơi, chị ơi, đâu? Còn bình thường không có luật chơi đấy thì làm sao? Tao gieo nhân mày ăn quả, việc chúng nó thì bố mày phải gieo. Còn bình thường là nó gieo nhân thì nó gì? Tay làm hàng tay, đòi nợ này, đút vào mồm này, đòi nợ này, đút vào mồm này. Thì nó đòi liên tục. Có đúng không chị? Và mỗi lần cho nợ nó có thẩm định kỹ không? Và tất nhiên luật chơi thế nào thì nó sẽ xảy ra câu chuyện thế đấy. Ví dụ nếu anh cho lãi suất nợ ngân hàng mà anh đòi về sớm, anh còn cho trên cả lãi suất ngân hàng thì tốc độ đít của nó gì? Cao hơn nữa, bằng 2 lần ngân hàng đít, nó cao 2 lần. Nếu bằng 4 lần ngân hàng đít nó lại càng cao hơn nữa, cúi mình đi luôn. Tôi vẫn đang đùa cái câu chuyện với nó, chứ tôi vẫn đang đùa trong cái buổi CEO quản trị tôi nói. Nói xin lỗi ai xem đừng giận tôi, nhưng mà đây là chuyện sự thật. Cả lớp này muốn nhở đi khỏi lớp này nhé. Đơn giản lắm. Có thằng đại gia đứng dưới kia, nó chỉ cần alo lên trên này, nó thông báo cho anh Nam. Thằng nào xuống trước 9 giờ kém 15, mỗi thằng xuống nó phát cho 10 triệu. Cái đảm bảo tí không còn ma nào ở trên này, không có phản pháp đâu. Ông nào mà thang máy không thì cu dây xuống cùng như cái quán 9 giờ. Vậy dùng cái gì nhở bạn? Nếu ông nuôi 300 con gà mà ông muốn nhở nó vào một cu, dùng cái gì ạ? Thảo. Đúng không? Nuôi 500 con chó dùng cái gì? Thế. Nhìn thế này mà. Vậy thì điều khiển hệ thống bằng gì? Tiền. Vì vậy chú nào không biết tài chính, chú chết. Còn bình thường chú không biết tài chính, chú sẽ điều khiển bằng cái gì ạ? Bằng sức mình. Bằng cảm xúc. Em cố lên, tối ngày đi nhậu, cố lên, tối ngày đi nhậu. Nó nhậu chán cái bọn nó để chán nhậu rồi xem mà về vợ con nó nhê nó nhai để chán lắm rồi xem mà xem vẫn còn biết đi, nhưng mà tao thấy có chán đâu. Đúng không? Nói gì nó có thường cái vực được đạo triết học chưa bao giờ mà ý thức sinh ra vật chất, toàn vật chất sinh ý thức.
Rồi. Vậy công nợ cao một là do trình độ nhân sự thấp và gì? Luật chơi về đòi công nợ không có. Không có. Ở đâu có luật, ở đó có công dân tốt. Ở đâu có lệ, ở đó có công dân bừa bãi. Ví dụ lệ là gì? Cấm đánh bẩn, không có phạt, hư trụi nó đài. Nhưng ghi nó không cần phải ghi cấm đánh bẩn, cứ vừa vạch chim già hoa cơ hình quên là có chú nhẹ vệ sinh môi trường tí vào bên bảng 500 tỷ, lần sau lấy dây thừng bịt nó vào để về nhà, có cái gì được rồi, đúng không? Đấy. Lấy dây nịt thì bảo vợ cởi cái dây buộc tóc cho anh nịt, nếu xong về nhà tí mất 500 nghìn bây giờ đấy. Thấy không các bạn? Nào tiếp tục. Không phát triển mở rộng được doanh nghiệp. Có phải rất nhiều doanh nghiệp là tham vọng không mở được doanh nghiệp không? Tức là lợi nhuận tốt nhá, dòng tiền tốt, nhưng muốn mở rộng không được. Là do cái gì ạ? Cái hệ thống mô đun ấy, họ xây dựng không có tính nhân bản. Tức là nó không có một cái quy luật nào cả, cho nên không nhân bản được. Các anh chị có thấy là ví dụ thôi, là tại sao cái TV nó sản xuất hàng loạt được? Là bởi vì các vi mạch đấy nó sản xuất thì hàng loạt, cái vỏ nó sản xuất hàng loạt, và nó chỉ cắm vào phát là thành cái TV, cho nên nó gọi là mô đun hóa. Mà anh nào không mô đun hóa được, có nghĩa là bản chất những cái công ty nào nó chia ra tim thì đấy là công ty nó đã mô đun hóa được chưa? Còn công ty nào kiêm có mô đun được không? Đây này, ví dụ hai cái bàn này mà nó có 90 cái mọng nó đóng vào nhau, tức là cái nọ nó kiêm lên cái kia, thậm chí cái này để vòng lên đây làm mặt bàn thì có gỡ được hai cái này ra không? Kiêm nhiều quá. Thế một số chú bảo là thầy ơi, công ty em nhỏ nên phải kiêm. Tôi bảo vì kiêm nên nó nhỏ chứ không phải vì nhỏ nên kiêm. Sự thật mà. Đấy. Thế thì như vậy là không mô đun được, không mô đun hóa được. Vậy nó nằm ở tư duy tổ chức của ai ạ? Ông lãnh đạo, tuệ. Nào, không tự động hóa được doanh nghiệp có mấy nguyên nhân? Một là không khoán. Tôi lấy ví dụ anh Vượng mà không khoán để xây các khu đô thị, mà anh ấy tự cầm tổ đội anh ấy xây. Nào, có xây được một năm, liệu có xây được một căn chung cư không? À, một cái tòa chung cư không? Cho nên người ta phải xây dựng cơ chế gì? Khoán. Mà muốn khoán được, ông phải có ba tư duy. Một là tư duy về thẩm định kế hoạch, đúng không? Hai là tư duy về nghiệm thu kế hoạch, và ba là tư duy về luật chơi. Có phải anh vừa đưa ra luật chơi khủng khiếp không? Nên chú nào nhận khoán của anh ấy cũng đái hết ra quần không? Nhưng mà nếu làm được thì lương gì? Thu nhập cao không? Có phải đó luật chơi? Anh chỉ chơi những năm xuân sau. Đấy. Một, tư duy thẩm định kế hoạch. Hai, tư duy nghiệm thu kết quả. Và ba là tư duy gì ạ? Luật chơi. Thì nó tự động hóa. Ba cái đấy. Nhưng mà muốn làm được ba cái đấy thì thường mọi người đều phải trải qua những cái gì? Câu chuyện của cái này. Xong rồi đến tầng này. Các anh chị thấy không? Bắt đầu tìm thấy chân duyên chưa? Có đọc được không? À. Vậy từ mai các anh chị nhìn thấy một hiện tượng, các anh chị còn quan sát được không? Không. Quan sát được. Bởi vì nó có cái hiện tượng này là vì có cái nguyên nhân đằng trước, mà trong đạo Phật thì gọi đây là bản ngã. Bản ngã. Nhưng đằng trước đấy nó gọi là gì ạ? Chân ngã. Tức là nó có một cái thế nào đấy để tạo ra nó. Và không có cái gì đứng một mình cả. Vì vậy ta nhìn thấy một hiện tượng, đừng nói, đừng phán phàn nào.
Ví dụ ngày xưa tôi ở một anh miền Trung, anh mua cái đài lúc bây giờ là Walkman để nghe tiếng Anh ấy. Mà tôi bảo là cho tôi nghe thì nó không cho nghe, nhưng mà không được, bố tao nó dặn là không được cho anh nghe vì cái này nó đắt lắm. Mà mình thì tính hai nghìn rồi, nó không cho nghe. Đấy, vì sau là tôi phải nói về tôi nói về trước đây cũng làm ba cả đầu. Tôi bắt đầu tôi phải lấy cái tờ giấy nhét vào một cái chỗ, một cái điểm tiếp xúc băng, tôi mở nó đi ra ngoài. Sau đấy lúc là nó đưa băng vào nó nghe cũng được. Sau đó bảo Tuấn ơi làm sao nghe không được nữa Tuấn ạ, à? Có đang gì đâu để ta xem ta sửa cho. Thế là tôi còn mai đi rút lại tờ giấy này. Rồi tôi nghe được kiểu bảo đúng rồi, ui sao mày giỏi thế. Rồi đấy, có gì mai Tuấn cứ bảo tao. Vậy sao nó bảo đấy, mày cứ cầm mày nghe đi. Thì có nghĩa là họ nghèo, mà họ nghèo thì nó có một cái đồ vật gì để hỏi gì. Miền Trung mà nó gió nó khó khăn, mà lại ra Hà Nội không tiết kiệm thì thằng nào nuôi, đúng không? Cho nên tính tiết kiệm là tính của miền gì? Miền Trung. Tính chăm chỉ phải là tính của miền Trung. Bọn miền Tây thì nó thuận lợi, mưa thuận gió hòa, hết gạo mai ra gạo tạm, mà ít lúa xong về đập đập cái này lại có thóc ăn, thiếu cá là ra ngoài đồng đặt cái lờ kéo lên phát là có cá, đúng không? Thiếu đồ nhắm rượu bẻ quả ổi đưa xuống, vậy là bố con lưu lưu. Có trái cây, có động vật, đúng không? Protein, có rau xanh, vitamin. Đấy, như này có cao gạo. Thế là cuộc đời cần gì đâu, ăn xong phải ăn hò. Đi đâu mà xe cái cộ, toàn đồng lúa, toàn đồng còn nước nôi thế này. Làm cái ghe là xong. Thế thì mỗi một vùng miền nó phải tạo ra tính cách, vậy đấy là chân ngã. Còn cái mà chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Nhưng chúng ta có hay quan sát không? Hay quan sát. Mấy con nhà nghèo mà nó đòi tiêu hoa như con nhà giàu thì chết. Nó phải tiết kiệm. Thế thì con nhà giàu lại chê con nhà nghèo là gì? Keo kiệt. Con nhà nghèo thì bảo con nhà giàu thì nặng phí. Ok, sừ nó chứ đến cái chân ngã nó có vậy, cho nên nó sinh ra bản ngã chứ. Đừng có bao giờ quan sát. Mà chúng ta hiểu được chuyện này là tự nhiên mình sống nó gì? Nhẹ nhàng, không quan sát lại. Tìm ra được cái nhân duyên. Đấy. Ok. Đến đây các anh chị hiểu về nhân duyên không? Hiểu không? Không hiểu lắm á. Bây giờ tiếp tục cái nhân duyên nhá. Kết quả nó thành tốt là do cái gì? Thân cây. Cái thân cây nó tốt là do cái gì? Rễ cây. Cái rễ cây nó tốt là do cái gì? Nhân. Nhân của cái cây đấy nó khỏe cộng với gì? Đất cộng với nước cộng với khí hậu, nó trồng ở cái vùng biển này. Thế là nó mưa đúng lúc, nắng đúng lúc, đúng không? Đất tốt, nhân tốt, thì quả nó tốt. Nào tôi lại hỏi tiếp. Giỏi, mình làm một việc gì đấy giỏi, thành công là do cái gì ạ? Mình có nhiều tiền là do cái gì? Ai cũng lao động nhưng có người nhiều tiền, có ít tiền mà. Tuệ nó do cái gì ạ? Tâm. Tâm sinh ra tuệ. Tâm càng tĩnh thì tuệ càng lên. Tâm càng động, tuệ càng xuống. Đấy, không tin đâu, cứ nào cứ đi nhậu nhẹt uống rượu thời gian, thấy tự nhiên nó vui người, trí nhớ nó kém ngay mà. Ông nó cứ mãi mê yêu đương chơi bời, thời gian là tuệ nó cũng gì? Cũng sướng. Nhưng ông nào cứ miệt mài, không yêu, không rượu trẻ, không gì cả, chỉ tập trung làm việc thôi. Đã mấy năm sau thấy tuệ nó lên không? Chúng thấy chó lần này mình thông minh nhỉ? Thấy không? Đấy. Nhưng mà nó lại ức chế tâm, cho nên nó phải gì? Cân bằng. Anh nói cho không cái nào này, 6 tháng tới không ngủ vợ cái nha. Chỉ tập trung được để nghe thầy nói, anh có thể tập trung vào tuệ. Sau 6 tháng luyện công xong ở công ty, luyện công ăn công ty, ngủ công ty, vệ sinh ở công ty, 6 tháng về, tự nhiên thấy hàng cả xóm lo cho hết rồi.
nhân viên nói về tôi chứ có người hiểu chỗ này, có người không hiểu, ai không hiểu được mọi người cứ giơ tay để hỏi, thế đấy để tôi trả lời cho nó biết. Cái này là tư duy gốc của mọi tư duy. Em hỏi đi. Đúng rồi. Đây, không làm sao cả. Đây. Câu hỏi này rất nhiều anh hỏi tôi. Anh Nam tắt đi giúp tôi với ạ. Mọi người có xin cái bản này của anh Nam thì xin. Anh Nam gửi đến cộng đồng nhé. Thái độ. Thái độ quyết định cuộc sống. Đây. Trong một con người, bao giờ chúng ta cũng có một cái hệ tư tưởng. Không nói cho con người tí tôi sẽ nói. Bất cứ một cái gì đều xuất hiện 6 hệ này. Hệ tư tưởng xong đến hệ gì ạ? Tư duy. Đây là hệ. Hệ tư duy xong đến hệ công cụ. Hệ công cụ xong đến hệ vận hành. Vận hành xong nó ra kết quả thì bắt đầu là có hệ báo cáo. Nếu báo cáo xong thấy kết quả nó kém thì sửa gì? Nó đúng bằng đấy 6 hệ. Đây là vậy thì trong đời sống của chúng ta thì thông thường chúng ta đi từ dưới lên. Đây nha, tôi vẽ cho các anh chị nhìn này. Từ dưới lên thì thời gian này chúng ta phải đi thường là từ 0 tuổi cho đến 30 tuổi. Còn chú nào mà đến 30 tuổi, đến 80 tuổi mà chưa leo được đến đây, có nghĩa là phân khối quá thấp. Tại sao vậy? Các anh chị hãy nhìn nhé. Giả sử mình làm sale đi, hai cái phần này thường công ty nó cho rồi đúng không? Hệ báo cáo công ty nó cho chưa? Bắt đầu trong quá trình vận hành mình làm thì bắt đầu khách hàng họ hỏi em ơi, gửi cho anh hợp đồng. Thì bắt đầu anh chị bổ sung một cái công cụ vào đây là phải có hợp gì? Bắt đầu có công cụ hợp đồng nhé. Sau một thời gian, em ơi, có hàng mẫu không? Cho anh xem. Thì bắt đầu lần sau xuất hiện là họ đòi hàng mẫu. Vậy ai đòi ạ? Khách hàng. Vậy khách hàng chính là thầy đang họ hoàn thiện hệ công cụ cho gì? Cho ta. Sau họ lại đòi, em ơi, cho anh hàng mẫu. Lại hàng mẫu. Em ơi, cho anh hóa đơn đỏ. Hóa đơn đỏ. Đúng không anh chị? Vậy cứ dần dần chúng ta làm thì dần dần chúng ta hoàn thiện được cái hệ gì? Đúng không? Bắt đầu đến đây chúng ta hiểu là để vận hành sale phải có nhân duyên của công cụ. Thì bắt đầu chúng ta xếp là trên máy tính phải có những công cụ nào, trong ba lô phải có những công cụ nào. Vậy thì tự nhiên hệ thống công cụ này nó có gì? Có đủ cho người đây. Các anh chị nhìn chung cái này không? Có đúng cái chị Strap nó cũng vậy không? Sau khi có cái công cụ này xong thì bắt đầu lúc bấy giờ thì anh chị mới thấy nè, mới thấy tìm ra quy luật của khách hàng là họ hay đòi một, đòi cái một xong, sau họ mới đòi cái gì? Đòi cái hai, xong mới đòi cái ba. Thì mình phát hiện ra là gì? Hãy gửi cho khách hàng lần một cái này, lần hai, cái này, lần ba. Nhưng tự nhiên anh ngồi nghĩ, có cái chỗ nào mình phải gửi là ba lần rơi ra đây? Thế thì lần một mình gửi cho hai cái này, lần hai mình gửi cho hai cái này. Bắt đầu anh chị tìm ra một cái quy luật mà nó tối ưu nhất để chốt cái này. Thì hệ tư duy bắt đầu xuất gì? Tìm ra quy luật. Thì bắt đầu xuất hiện ra cái gì ạ? Hệ tư duy.
Các chị có nghe thấy không? Sau bắt đầu nó hoàn thiện hệ tư duy rồi thì bắt đầu nó mới nhả ra kết quả gì tốt nhất. Và kết quả tốt nhất lại biểu hiện là ai có gì ạ? Có tiền, đúng không? Thì bắt đầu hệ tư tưởng nó mới xuất hiện, nó mới tưới tắm cho gì? Cho nhân viên. Bây giờ mình quay lại tri ân những người ngày xưa mình đó, họ đã vì mình mà đau khổ, tri ân cho nhân viên, những người đã đi theo mình suốt bao nhiêu năm. Có đúng là chúng ta sẽ đi theo lộ trình đấy không? Và thường là đến cái tuổi 30 và chạm đến 40 thì chúng ta bắt đầu xuất hiện được cái hệ gì? Và thường đến 30 tuổi, đến 35 tuổi anh xuất hiện hệ gì? Hệ tư duy. Và thường giai đoạn này người ta gặt hái được thành quả nhiều nhất. Cho nên các cụ gọi là tam thập như. Còn có kinh dung hay không? Sau khi anh có hệ tư tưởng rồi thì bắt đầu từ đây anh chuyển sang startup. Bất cứ một cái gì thì bắt đầu anh đi từ cái này xuống. Và anh ấy đạt được gì ạ? Quy luật, anh ấy đạt được nhân duyên, anh ấy chuẩn bị gì ạ? Vận hành. Cho nên đến giai đoạn anh start từ cái thứ hai trở đi, tức là nếu một cái đầu tiên mà thành công, từ cái thứ hai trở đi xác suất thất bại là gì? Rất thấp. Anh có hiểu không? Vậy thì để làm thế nào đạt được nhân duyên thì bạn phải thông qua cái gì ạ? Làm nhiều. Cho nên tại sao nó nâng bậc thợ ấy, nó phải yêu cầu là bao nhiêu năm làm cái này, bao nhiêu năm nâng bậc của lái xe, của máy bay chạy phi công ấy, phải bao nhiêu giờ, bao nhiêu chặng, đúng không? Đấy. Ngay kể cả anh chị muốn làm CEO mà hiểu hết mọi thứ thì phải mất bao nhiêu năm mà. Chứ nó không phải là có nghĩa là vừa thành lập công ty xong rồi mua cái ghế, rồi cầm cái dấu đặt lên trên bàn, thế là thành CEO. Thế là cái vỏ CEO, thế là chỉ có cái ruột CEO, đúng không? Nhưng thôi thì bắt đầu cũng phải bằng cái gì? Đấy, gọi là có tầm nhìn đấy. Ví dụ mua quần áo, cháu được 3 tuổi mua hẳn quần áo 6 tuổi, hỏi tại sao? Cứ mua để nó nấm là vừa. Cái đấy gọi là có tầm nhìn. Đấy, thế thì bắt đầu nó mới đi vòng từ đây xuống. Và đến đây chắc, đấy, thường chúng ta đi như này. Và đến cuối đời có khi lại chuyển sang gì ạ? Lại có khi lại đi làm trực tiếp một cái gì đấy. Không thuê thằng chăm cây nữa, mà tự em chăm cây nữa. Chỉ có điều bây giờ họ làm là họ làm cái gì ạ? Cái họ thích, thích nhất trên gì? Trên đời này. Lúc bây giờ họ làm bằng đam mê, chứ có vì tiền nữa không? Còn giai đoạn đi lên này là giai đoạn làm vì gì ạ? Vì sang lên đây. Xong đến đây là gì? Tưới tắm. Xong start tiếp. Bắt đầu lại đi vòng tiếp, lại có gì? Lại có sàng, bắt đầu quay sang là lao động gì? Thậm chí như suốt ngày lên núi từ thiện. Công việc em thích, làm trực tiếp, chứ không thuê làm từ thiện nữa mà em phải trực tiếp làm từ thiện. Đấy, đúng không? Ấy ngay mà em hình dung ra nhân duyên chưa? Có khó lắm. Qua lao động ta thấy ta trưởng thành. Vì vậy cứ lao động nhiều giờ thì gọi là gì ạ? Tiến hóa. Kẻ nào mà đến cơ quan 8 giờ mà làm thật sự có 4 giờ hơi phí đời rồi. Còn kẻ nào đến cơ quan 8 giờ mà làm tối đa công suất được 8 đến 9 giờ thì thực sự đáng sống. Cứ để ý tất cả những người mà đi làm thuê hay làm cho mình. Còn tất nhiên là nếu mà một ngày mà làm đến 16 giờ mà hết sức mình thì không nên sống. Vì đi phân khối lớn quá, nguy cơ chết cao. Rủi ro. Thôi gì thế nào, cho nên còn cây cho cái tính là một ngày chỉ được làm thêm mấy giờ? 2 giờ. Ừ thì nó đáng sống. Đã làm thêm 6 giờ cộng 18 giờ, 14 giờ thì đáng chết chứ còn gì nữa. Như tôi cái này là đáng chết rồi này. Giờ này nó còn đứng ở đây.
Đấy. Không, nhưng mà cái chính là mình đang làm cái phần này là mình làm cái phần gì ạ? Mình thích. Cho nên cảm thấy nó vui lắm, có xem đâu. Làm mỗi tối nó chỉ cho hai quả quýt thôi. Hôm giờ anh Tài bảo là thế này, anh Tài có thấy di động ấy. Tôi nghe được cái đoạn video của anh bảo là thời gian đời người ta có hai thứ để người ta làm, động cơ để người ta làm. Một là người ta làm thì người ta cảm thấy vui. Hai là người ta làm thì có tiền. Thế thì có đơn vị mới mời anh đến dạy. Ông anh bảo là đi dạy thì tôi không vui. Tôi phải tiền. Mà anh có một tỉnh một ngày thì chắc tôi được. Tôi cốp đến một tỉnh một ngày tôi đi dạy. Còn không có tỉnh thì mời được thì nó đi dạy thì không vui. Nhưng ngồi nghĩ ngược lại cái này rồi. Thế tất nhiên hình như mình tính mình cũng có hơi ân hận một tí. Nhưng mà lúc bấy giờ tà kiến nó xuất hiện đúng không? Ừ, ngay lập tức chén kiến nó về đâu, không phải đâu, tôi cố gắng lên phải của cô đấy. Tức là thì có hai thứ để người ta làm, nhưng mà một là đúng anh nói đúng không? Một là làm vì tiền, hai là làm vì gì? Vì đơn giản là vui thôi. Tất nhiên nó còn thiếu cái phần làm để học tập. Cái giai đoạn này làm để học gì? Học tập để tiến hóa đây này. Tiến hóa đây đây là còn. Còn ông có tin là các anh chị có tin là tiến hóa đây có phá sản mà về bằng không đồng, họ vẫn sống được tại. Bởi vì họ đi làm thuê được 40-50 triệu. Còn chú nào nớ ngớ vớ huân chương có tí tiền nào ở đây này, phá sản, phát ra đi làm thuê không nào nhận, cũng không tiếc. Như tôi giờ phá sản kiểu gì kiểu đi làm thuê kiểu gì làm trả năm được một đôi chục nhỉ, ít chút vậy không sợ đấy. Cảm ơn anh em nào hỏi có hỏi gì đâu đây đây rồi còn người có hỏi thêm gì nói như thế nào. Ừ, nghĩ rồi, nghĩ ra rồi đấy à? Không, anh nghĩ em xin lại câu hỏi. Anh quên câu hỏi. Ừ. Thì thầy sẽ hỏi về cái năng lượng kim cương trong cái đạo Phật đấy. Ừ. Thế thì là thầy có thể giải thích về cái năng lượng kim cương và áp dụng trong cái đời sống. Thực ra thì thầy cũng có đọc cái năng lượng kim cương vào trong đạo Phật thì cũng biết có năng lượng kim cương hay không? Có một người bạn giới thiệu em nó trong một cái kinh rất là cổ ngày xưa ấy, nó tên là năng lượng kim cương. Thực ra thì đây là cái câu chuyện mà mình chia sẻ đạo Phật 300-400 năm sau thì mình có chữ viết, mà bây giờ chưa có sách nào mà của nhà Phật viết là không phải có Đức Phật. Mà thực ra 300-400 năm sau Đức Phật có nói không thì không ai biết, thì nó chỉ loanh quanh mỗi cái câu chuyện thế này thôi. Bạn chỉ nhớ cho tôi được cái vì năng đoạn kim cương hay là 5 đoạn hay là 1.000 đoạn thì bản chất nó là gì? Nó là pháp. Có thể họ đặt khác tên đi. Nó cũng là dựa trên cái quy luật gieo hạt đấy. Thì tóm lại là nó là nhân quả. Có đúng không? Hay là ví dụ như thế này thôi, tôi không thích. Ví dụ vào một ngày đẹp trời mà tôi đà kiến thì tôi bảo tôi đặt ra một cái tên riêng. Nó tôi bảo Đức Phật bảo. Đức Phật bảo thì thay vì Đức Phật bảo là có cái ngũ lực thì tôi bảo là gì? Thay tôi không nói năm đoạn kim cương như bạn thì tôi bảo là năm đoạn kim cương. Để cho mọi người dễ hiểu, thay vì nói là ngũ lực mọi người khó hiểu thì đoạn kim cương một là gì ạ? Niềm tin, tức là tín gì? Tín lực. Đoạn thứ hai là gì? Chịu khó học hỏi, cái này gọi là tinh tấn đấy, tấn lực đấy. Trong phần thứ ba là gì? Niệm lực là phải kiên gì? Kiên trì hay là kiên định làm việc? Kiên trì, cái này gọi là kiên trì đúng không? Và gì? Phần thứ ba là định tâm, thì tôi gọi là chuyên gì? Chuyên tâm vào công việc. Kiên định làm cái việc này và chuyên tâm tập trung hết cho công việc này. Đúng
đúng không? Thì bạn sẽ trở thành gì? Nghệ, nghệ nhân trong cái nghề này. Thì tôi gọi đây là năm đoạn gì? Kim cương. Em hiểu không? Và một ngày đẹp trời tôi viết sách là năm đoạn kim cương. Xong em lại mang cái em hỏi một nhà sư là: thưa thầy, thầy có biết cái kinh năm đoạn kim cương không? Thì nhà sư chịu. Hỏi thằng nào biết? Ngô Minh Tuấn biết. Và cũng Ngô Minh Tuấn cũng bảo là Phật bảo. Thực ra đây là Ngô Minh Tuấn bảo. Em có biết không nhỉ? Tức là cái chính là cái cuốn sách đấy nó đưa cho em một cái triết lý gì, và em có thắc mắc gì ở đấy không, thì em nêu cái triết lý ra và tôi có thể giải thích được. Là triết lý có đúng hay không? Triết lý nó về là quy luật gieo hạt nhân quả, thì nó có bốn cái bước. Bước thứ nhất là mình trả lời câu hỏi là mình muốn gì. Bước thứ hai là tìm một cái người mà cũng muốn theo ý muốn của mình. Và bước thứ ba là mình giúp họ đạt được cái ước muốn đấy. Và điều thứ bốn là nó có một cái thuật thiền cà phê, nhưng mà thực ra là trước khi ngủ mình sẽ nghĩ về những cái điều tốt trong ngày đấy để mình nghĩ về cái đấy và mình hài lòng để giúp họ, và cái luật đấy sẽ đến với mình, cái quả nó sẽ đến với mình. Rồi, tôi hiểu rồi. Nó đúng là cái câu chuyện này thôi. Hôm nay có bạn hỏi tôi thế này. Một bạn nhân viên của tôi, bạn mới bảo tôi là bạn mới vào làm được khoảng 1-2 tháng. Bạn bảo thầy ạ, em có một ước mơ là em rất mong cầu là có một người thầy để em đi theo và em tôn kính. Thế là rất may mắn là em gặp được thầy. Tất nhiên là cái tôn kính ấy, có thể là nó sẽ diễn ra trong bao lâu thì mình không biết. Nhưng mà tôi cũng không hân hoan về chuyện đó, bởi vì mình cũng ghét, mình cũng thấy bình thường, mà yêu quý mình cũng thấy bình thường. Vì mình đối xử với mọi người tất cả đều như nhau, kể cả người nào ghét tôi cũng đối xử như thế rồi. Tôi em đây cũng ngồi xuống. Thế thì bạn ấy hỏi là tại sao em cứ mong cầu, em mong cầu của người thầy và suốt ngày đi chùa em có mong cầu đấy và em gặp được thầy, mà em mong cầu điều đấy 2 năm rồi thì bây giờ em gặp thầy. Thì tôi bảo với bạn thế này: khi bạn khởi tâm mong cầu, thì trong não của bạn, hay trong tâm của bạn, nó đã xuất hiện cái hình tướng của người thầy chưa? Chưa. Nhưng mà nó có những cái điểm nhận diện chưa? Họ sẽ tưởng tượng ra ông thầy mà mình sẽ tìm đến mà, đúng không? Tôi gọi là một chút của hình tướng. Hình tướng ở đây không phải là cái tướng pháp đâu, mà cái hình tướng về mặt nhận diện, đúng không? Thế thì dẫn tới khi bạn có hình tướng này thì bạn gặp, bạn sẽ gì? Nhận ra. Và khi bạn nhận ra thì bạn sẽ cầu thị. Tức là bạn cầu thị, bạn nhận ra mà đã cầu thị thì ông thầy nó sẽ gì? Thầy nó sẽ hỗ gì? Hỗ trợ. Và hỗ trợ thì bắt đầu xuất hiện thầy. Thầy cho. Và các bạn bảo đây là gì ạ? Mong cầu thì là gì? Là có. Nhưng bản chất không phải là mong cầu là có. Bởi vì trước đây có thể bạn đã từng gặp, nhưng hình tướng bạn đã, trong đầu bạn đã có mong cầu này chưa? Chưa. Nên trong não bạn đã xuất hiện hình tướng của ông thầy mà bạn muốn đi tìm chưa? Chưa. Nên có khi đi xòe qua đời nhau vẫn không nhận ra nhau và đi tiếp, có đúng không? Còn bây giờ khẽ xòe qua đời tôi là nhận ra tôi, nên tôi được hưởng lợi từ cái nhân duyên này, chứ không phải là tôi là người thầy tốt còn ngoài kia không có thầy tốt, đúng không? Và đấy không phải là do bạn may mắn bạn mong cầu mà thành, mà chẳng qua là bạn không phát hiện ra là tư duy trong bộ não của bạn, trong tâm của bạn nó chuyển đổi và bạn gặp, bạn nhận ra và nó thành duyên. Còn trước kia có khi bạn gặp nhưng bạn không nhận ra nên bạn không cầu thị. Do bạn không cầu thị cho nên cái người họ có cái khả năng là thầy của bạn, họ không giúp bạn. Tức là họ định giúp bạn rồi nhưng bạn bảo là gì? Bạn tỏ ra bạn không lắng nghe, họ hiểu là bạn không cần, cho nên họ không giúp thôi. Thế thành ra là bạn không cần mà họ muốn giúp họ cũng không giúp được. Thành ra bạn bảo là gì? Chưa cả. Mọi người hình dung không ạ? Và trong cái phần lăn đoạn kim cương là nó có một cái luật gọi là luật hấp dẫn. Khi bạn mong cầu thì nó sẽ thành sự thật.
Nhưng để nó dễ thành sự thật thì bản chất trong suốt cái phần đời này này, phần này của bạn là bạn vẫn phải gì ạ? Trải nghiệm và lao động. Thì bạn mới xuất hiện đi vòng một cái đường vòng này thì bạn mới nhận ra. Còn nếu bạn nghĩ là tâm mong cầu nó đến thẳng đây thì bạn sẽ cắt mất giai đoạn này và bạn ngồi đây bạn gì? Bạn cầu thì nó thành mê tín, nó vọng tưởng, nó thành mê tín. Thế thì bản chất là mong cầu là nó do xuất hiện một loạt các nhân duyên ở đây cho nên nó mới đến đây, chứ không phải là mong cầu nó đến thẳng đây. Em hiểu chưa? Cho nên trong năm đoạn kim cương nó có một cái luật gọi là luật hấp dẫn, và trong này có luật nhân quả không? Bạn gieo nhân mong cầu một cái người thầy như thế và bạn gì ạ? Có cái duyên đi tìm thì gặp là sẽ gì? Sẽ nhận ra. Thế vậy thì muốn là sẽ thấy. Cho nên các cụ mới dạy là hãy bước đi thì nó sẽ gì? Nó sẽ đến. Đúng không? Hiểu không? Vâng. Và có một quy luật nữa gọi là quy luật vô thường. Có ba quy luật mà nhân quả, hấp dẫn và gì? Vô thường. Vô thường có nghĩa là sinh lão bệnh tử hay trụ bại không? Có rồi nó sẽ gì? Sẽ mất. Ta sinh ra rồi nó sẽ chết, không biết thử. Có sinh thì sẽ có tử. Đấy. Thế thì ở đấy nè, nói vậy thôi, tôi hiểu cái năng lượng kim cương. Nhưng tôi không muốn các bạn tập trung quá nhiều vào những cái câu chuyện chi tiết, mà tôi muốn hiểu là bạn đang hiểu từ cuốn sách như thế nào. Và bạn có hiểu vướng mắc gì về cái triết lý đấy hay không? Và tôi cần giải quyết vào triết lý chứ thay vì tôi để giải quyết vào một cuốn sách. Điều ngoài kia không nên cuốn sách. Nhưng vấn đề tất cả các cuốn sách đấy nó có thể chung một triết lý. Vấn đề là bạn có bị thắc mắc về triết lý hay không? Có vậy. Đúng không? Không cứ xoay vào sách là chấp vào pháp. Điều quan trọng nhất là cái ý của mình thấy cái ý đấy nó có đúng không? Bởi vì ý rất đầu các pháp, còn pháp nó chỉ là phương tiện thôi. Sách nó chỉ là phương tiện, nhưng đọc xong thì mình có hiểu ra cái triết lý cuốn sách đấy và ứng dụng vào đời sống được hay không thì cái đấy nó mới là quan trọng. Chứ đọc bao nhiêu sách không quan trọng. Và trong xem các bạn xem cái phim mà Tam Quốc diễn nghĩa thì ông Khổng Minh ông ghét nhất là cái loại gì ạ? Tầm trương trích cũ, nói sách mẹ gì cũng biết, văn thơ của ai cũng biết, cái gì cũng biết, nhưng ứng dụng vào đời sống thì lại gì? Lại không biết. Ví dụ có thể kể chuyện Tam Quốc diễn nghĩa phanh phanh, cái trận này nó đánh ở đây xong con tràn sang kia, hỏi tại sao Khổng Minh không đi đánh Tào Tháo mà lại sang cầu viện Đông Ngô, không về với Tào Tháo mà lại về với Đông Ngô. Ví dụ vậy, tại sao Khổng Minh có thể đánh được Đông Ngô mà lại không đánh Đông Ngô, mà lại cứ để Đông Ngô để cái thế trần bại? Cái đấy mới là thứ mà rất là quan trọng trong cái triết lý dùng mình. Thì có khi lại không biết. Nhưng kể chuyện là trận Xích Bích này, trận Vè Gai này, trận nọ trận kia là kể quay lại. Thì cái đấy nó gọi là tầm trương trinh cố. Và tiến sĩ và giáo sư ở Việt Nam cũng bị rơi vào trạng thái đấy. Sống chúng ta phải có tâm. Hỏi tâm là gì không trả lời được. Vậy là tầm trương trích gì? Cũng tức là nói về khái niệm được nhưng không nói về bản chất của khái niệm được. Thì người ta gọi là tầm trương trích cú. Trích một cái câu văn nào đó. Và đấy là bệnh người Việt Nam bị rất nặng. Rất nặng cái đó. Ví dụ tôi nói cái khái niệm quản trị. Có bao nhiêu người nói về quản trị? Nói đúng khái niệm quản trị. Ví dụ thôi, nói phòng nhân sự. Có bao nhiêu người biết chức năng của phòng nhân sự? Tôi nói thật đấy chứ. Nhưng có khi quản lý công ty hàng chục năm rồi mở mồm ra là gì ạ? Cái này là lỗi tại phòng nhân sự. Thế hỏi phòng nhân sự nó có chức năng gì? Cái này em không biết nhưng em đoán là lỗi tại phòng nhân sự. Thấy không? Rồi, ok. Hỏi thêm gì em ạ? Chắc cũng mở đây ra nhỉ. Tôi nghĩ là thế này, mọi người nên lần sau ấy nên chuẩn bị một cái câu chuyện, một câu hỏi nào đó,
Xong rồi có thể những cái câu hỏi đấy tôi sẽ không giải thích. Và tôi muốn là mọi người sẽ cùng đứng ra giải quyết và thảo luận. Mọi người thấy có hợp lý không ạ? Xong cuối cùng chúng ta mới tổng kết là cái này ứng dụng đạo Phật ở cái chỗ nào vào cái câu chuyện này để giải quyết. Thì tôi nghĩ cái đấy mọi người sẽ tự phát sáng cái trí tuệ của mình nhiều hơn. Còn tôi cứ ra đề bài là tôi để chữa bài thì nó hơi phí mất trí tuệ của anh em ở dưới. Mà có khi anh em ở dưới còn giải quyết còn tốt hơn tôi. Không, nhiều khi mình thành tưởng mình là số 1, hóa ra anh em giải quyết xong mình mới biết là mình là số N. Yeah. Mọi người có đồng ý cái quan điểm vậy không ạ? Một tràng vào tay thì chúng ta nhà một buổi tối ngủ ngon, hoan hỉ. Xin cảm ơn. Thank you.